À, đi coi bao sáu chân, coi bao sáu chân các bạn ạ. Nào, bao sáu chân ở đâu nào? Thật là bao sáu chân đâu nhỉ? Hả? Ô, một cặp chân trên vai. Bao sáu chân. Cái đuôi. Cái đuôi. Các bạn là bao sáu chân các bạn ạ. Không biết nữa. Sáu chân. Kì. Ừ, sáu chân, bo sáu chân. Đây. Phá bo sáu chân nha các bạn. Bo sáu chân. Con bo bình thường nhưng mà hình như nó bị dị tật phải. Hình như nó bị dị tật hay sao ấy. Nó sáu chân luôn. Sáu chân mà. Bo độc, con bo độc và lạ nhất. Trước giờ giờ mới được kể đưa giờ được thấy bo đúng bo sáu chân luôn. Trong trong đứng vào, trong đứng vào, đứng vào quậy luôn, quậy bo sáu chân luôn, cầm chả bo sáu chân. Anh giá nó u luôn, đẹp nhỉ, thương thương chú may nhỉ, vẫn sướng mà, vẫn có sướng mà. Các chị ơi vào coi bo sáu chân. Sáu chân. Bo bo cái nó phải. Đúng rồi. Để bảy chân nhất nhỏ à. Cả một cái, cả một cái gì nữa. Cái vếu, cái vếu. Cái vếu của nó. Cái trứng dài. Cái bo này, con bo này bị gì tật? À nó cái lỗ tai à? Sáu chân. Mình có sướng mà. Mình có sướng mà. Mình có sướng mà. Cổ mà, cổ lẹ cứ á. Quay em quay cho em đăng lên trên luôn. Em đăng lên trên YouTube luôn. Mọi người đang chụp ảnh với bo sáu chân. Thật mà. Không bao lâu thật thôi. Quen đấy. Quen đôi nhiều người đến mà. Hai chân bên trên đi nhỉ. À hai chân có xương cẳng móng đầy đủ. Ý như thật luôn. Bốn chân gì đứng dưới đất. Ta tưởng con bố già, bố đá vậy bố thật hề. Em lúc đầu em nghe bố sáu chân em tưởng là bố đá. Em nói đi coi bố sáu chân mẹ em coi. À đừng có nghe bố đá bên dưới nè. Bố đá bên dưới có gì? Hình như vẫn được mà. Bố đá bên dưới. Đã được mà. Được mà. Ôi đừng mất gầy rồi đó, gầy rồi đó. Ba đi. Tôi đừng có vào con xem thôi. Xem tôi đừng có vào con tôi nó. Bác kiểm tra anh xem sao. Tất cả các bạn đã bo sáu chân rồi ạ. Rồi có rồi. Lần đầu tiên được thấy bo sáu chân đấy. Mọi người cũng vậy, ai cũng vậy, rất chi là mọi người đang chụp ảnh về con bo. Mọi người đang làm bàn với bo. Chúng ta selfie nào, selfie nào. Mà này là đám chân nó đi chân. Chân hạ hai chân nữa. Nên này không chào chân đất. Mình cũng selfie nào. Mình ba chân nó đi được. Chà. Chứ cái nhảy của có. Sáu chân kìa. Bo sáu chân kìa. Thật là đẹp. Nó vẫn tồi nhá. Tồi thật. Thôi được rồi. Video kết thúc đây các bạn ạ. Các bạn thấy hay hãy like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nha các bạn.